vipassana, tức là thiền tứ niệm xứ, tức là thiền quán. Còn cái thiền tam muội sư chưa có tìm hiểu kỹ, tại vì sư tập á từ trước đến giờ là tập thiền tứ niệm xứ, nhưng mà sư có thể giải thích cho cô để biết là thiền tứ niệm xứ như thế nào. Thiền tứ niệm xứ á, tứ đó là bố, xứ là nơi, niệm là ghi nhận, à tức là chánh niệm, tức là ghi nhận, tức là phải hay biết. Bố là gì? Nó có thân, thọ, tâm, pháp, tức là niệm thân, tác ý trước, tiến hành sau. Ví dụ bây giờ tôi cảm thấy khát nước, tác ý, lấy tay, tác, mình thấy cái ly rồi, còn tôi có nước là tác ý, tới lấy cái ly nước đó, tác ý xong rồi thì cái tay mới tới cầm cái ly, nó đưa tới. Ý trước, rồi niệm thức, giống như thức niệm làm sao? Nhất là cái nguồn nóc, các bạn thấy ở nhà quê ngày xưa thường hay có những cái lưu đựng nước mưa để làm tắm. Khi mà cái người mà thức niệm á, ô, qua 12 giờ nóng cực quá, nó thấy cái lưu nước, cái lấy cái cáo, ô, mát quá, tắm xong rồi, cái hỏi nãy giờ tập bao nhiêu cáo không biết luôn. Ai thức niệm nhờ tâm than, đúng không? Thấy mát thì dừng, ta hỏi ủa nãy giờ tập bao nhiêu giáo không chị? Chị thấy mát rồi, lại tham tâm tham, tập càng nhau thì nó càng mát. Nhưng mà còn cái người chất điểm á, tới nó tắm, cũng rồi tôi chuẩn bị tắm, tắt đi, đi lấy cái tay, lấy cái áo, nước, đưa từ từ lên đầu, một cáo vẫn xong, quá, nước, lấy cái đầu, rồi bắt đầu tắt đi, hút cáo đến hai, cái chậm chậm, thì là cái người chất điểm đó, đó biết được hút bao nhiêu cáo. Thất niệm là như vậy, thất niệm là không có biết bao nhiêu ngàn. Đây chú có cầm thang cứ tặng cho nó nhìn nhìn đó là niệm thân. Còn niệm thọ là cảm thọ, có cảm thọ khổ, thọ khổ, thọ lạc, thọ bức, khổ bức lạc. Cái thọ khổ là sao ai cũng biết rồi, có thân này thì nó sẽ khổ, có bệnh đau nhất, hoặc là khổ về cái tâm linh. Ví dụ người ta làm khổ mình, người ta hại mình, người ta hãm hại mình, người ta vu khống mình, người ta đánh đập mình, người ta lừa gạt mình, người ta bỏ rơi mình, vân vân. Chính vì vậy mình thấy khổ, rất là khổ. Các bạn thấy ở ngoài người ta thường thất tình, người ta kể cái khổ về cái tâm học, tức là hai người không có thành tựu, gia đình không cho lấy nhau, ví dụ như vậy, khổ lắm, thất tình, rất là khổ, khổ về cái tâm, tâm bị dính mắc, khổ. Thì chính vì cái khổ vậy, muốn bớt khổ thì có duyên đi đến chùa thấy thanh tịnh quá, ngồi tụng bài kinh cũng thấy an lạc, ngồi thiền cũng thấy an lạc, tới đau tưởng vực cũng thấy thanh tịnh an lạc. Thì sao để cho bớt thì muốn bớt khổ thì thấy thanh tịnh, thì muốn thanh tịnh thì tới này tu. Khi mà tới một cái chùa, cái thiền viện nào thấy người ta tu thì cái người nó thấy khổ quá ở ngoài mà tới tu, tu để cho bớt khổ, người ta thấy khổ mới đi tu, không thấy khổ đa phần vẫn chịu đi tu. Ví dụ những người giàu sang ở ngoài, tôi có thể phát tâm cúng dường cầu chùa trai tăng này nọ, nhưng nếu tôi ngồi tu cũng được thì sao, tôi còn vợ đẹp con qua nhiều lắm thì tôi cũng được đó, thì họ đâu có tu được đâu, họ chỉ làm phước thôi. Rồi còn các người mà thích khổ họ đi tu, họ tu để cho phước. Rồi khi mà họ tu thời gian có cái niềm hỷ là phát sinh từ nội tâm, họ thấy vui quan hỷ, có cái niềm hỷ là phát sinh từ nội tâm. Nhưng những người dứt mắt vô cái niềm hỷ lạc đó, họ